Ây dồi, mai trận đấu. Ôi dồi. Ây dồi, mai trận đấu. Ôi dồi. Có gì đây anh em ơi? Ôi dồi. Có gì đây? Em Phước Thảo xin chào 500 anh em nhà mình nhá. Chẳng mấy giờ nào các bác? 7:13. Đang 7:13 rồi anh em ạ. Anh em tắt thả đồ đánh đi. Em đi từ lúc ở nhà đi từ 5 giờ đấy các bác ơi. Mặt mũi bây giờ nói chung là vẫn còn đang rất là buồn ngủ. Làm mấy cây đang xê răng nữa. Cái chỗ này bây giờ cắm năng xế rất là khó, cây cối nó vướng mắc nhiều. Mấy cây, 3 cây, 4 cây. Hôm nay hình như em mang được có 5 cây thôi. Để đút chung với ba nô của cái lống cần. 5 cây. 4 đen, 1 xanh. Hồi thừa anh em bọc kỹ vào coi nhé. Đấy. 2, 4, 5 viên. Ok. Xịt cho nó một loạt tinh mồi đi. Đã được 5 cây năng xê rồi. Thời gian ta cần rất là nhanh. Cái này nói chung là cái loại mồi gạch này thì anh em đào phun mút. Chỗ này cần lục thì em sẽ phải đánh 15H63. Nước đầy sâu lắm anh em ạ. Hạt chặn kéo gần đầu cần luôn. Nước ở đây rất là sâu. Để tìm đánh gần đây đi các bạn ạ. Anh em ta trộn mồi nào. Mồi ở đây thì em chỉ xả tơi tơi các bạn ạ. Không xả cục. Xả cục xuống sợ nó liệng đấy. Em bóp rất là tơi. Em xuống nó rải ra. Xuống cùng mồi đầu tiên em định vị cái vị trí. Xong bắt đầu mới xả. Sầu lắm anh em đấy, ngồi kia nó sầu tít mù luôn. Đánh núi
chui trong này tí. Rồi, ok. Thằng ngoài kia nó đang cho thật. Đấy đấy, thằng này giật anh em. Ấy 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 này chắc dính rồi, khả năng cãi khá nhỏ. Ui, đang chuối cần này chắc dính khá nhỏ anh em ạ. Ui giời, có dính không? Không đi cái này chắc phải vớ vẩn còn bé. Nó hù đủ. Con gì vậy? Ô cá chấm anh em ạ. Ô một chú cá chấm. Này anh em ơi, em thả được có 15 phút lên một chú này. Nhưng mà con này cá chấm nhỏ. Thôi anh em mình con đầu tiên cứ thả vào dọn lấy may nhé. Con này tí em thả thôi. Mồi còn nguyên đấy. Mình thả lấy may thôi các bạn. Chứ loại này bắt vẹn có làm gì đâu. Đây, anh em ta thả xuống đây nhé. Qua đây. Đấy, cần kia đang cắn anh em kìa. Nhưng bình tĩnh em nắp cái cần này vào đó. Ném sứ viên chi đúng không ạ? Làm tiếp anh em ạ, được cá mà không hất mốt mất mồi. Cần kia nó cũng dính cá rồi đấy. Những cần gắn đây. Nhấc con này lên. Con này sẽ mắc mấy cây vừa em ném này vào ngay cây kia. Úi giời. Được con cá mắc cây rồi anh em kìa. Ui nóng cây cá kìa. Có chấm anh em ạ. Chết bỏ mẹ rồi, nó mắc đây không giật ra được. Ơi tung tung cá rồi. Cái này chắc chịu mắc mất anh em ạ, không ra được. Thôi may ăn cá nó ra rồi, cũng lại treo cây khổ nó. Để mà sao mà cắt đứt dây này. Mắc kia này chịu chết. Ok. Bữa lắm quá lên ngay cây đấy. Mật toi bộ lưỡi mê chỉ anh em ạ. Cá vào nhanh anh em nhé, vừa em thả được chắc có 15 phút này. 15 phút đã dính được hai con này. Cá thì tuy hơi nhỏ nhưng mà nói chung là nó cứ cắn là ok.
anh em lại xuống mồi nào. Giờ phải ném nó xa xa chút anh em ạ. Vừa em ném ở kia thì nó vảy phát này ngay vào cái gốc cây ấy. Nó mà đau. Nó vảy ra ngoài ngoài cái này. Mắc quá. Hấy, ra ngoài đây. Ôi giời, đồ phi đẹp đấy. Anh em ơi, được đồ phi con này cũng bằng 4-5 nặng đấy. Tổng khoảng 5 nặng đấy anh em. Ngon. Cho nó vào giỏ nào. Đóng xuyên thấu luôn. Cá thì nó vàng ươm anh em nhỉ. Cá ngon nó vàng ươm. Đó. Chú rô phi vàng ươm luôn. Tầm nó rất là nhiều luôn mà đa phần tầm gọn vẹn. Thằng kia tính anh em kìa. Đấy đấy. Thằng này khả năng đóng thôi. Chắc lại đóng khác nhỏ anh em ạ. Mày giật giật. Ui, cắm chắc quá. Đóng rồi. Ôi, nó đóng bằng cái gì mà không chạy cái lù 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 vậy. Mắc ở trong mắc cả nhầm. Mắc còn cái gì vậy. À, cá đấy. Đoạn bể anh em ơi. Còn đoạn bể này. Úi giời. Con này phải 7-8 lạng. Đây. Đóng gì mà gớm thế. Ây giời. Úi. Thằng này phang này anh em ơi. Giật giật này. Dính. Đấy, nó giật giật này. Chắc dính này anh em ạ. Nó giật giật trùng dây này. Đang dính dính rồi. Trùng trùng sư thây các bác ạ. Con này dính rồi. Đóng rồi. Mặc cái chuông này. Này rọn bẻ chắc mà nó hệ ní ní này. Khả năng rọn bẻ anh em ạ. Nỉ ní không chạy này.
90% trọn bể. Nó con gì đấy? Không phải trọn bể. Còn chép anh em ạ. Ui, được chú chép. Được chú chép này được khoảng 5-6 lạng. Ok anh em ơi, được một chú chép. Khoảng ươm luôn các bác nhá, rất tươi. Đó, trời. Đóng vào mồi gai. Đấy. Các bác nhìn cục mồi của em này, chắc hết được một nửa. Ngâm được 2 tiếng rồi, cá ăn hết được một nửa. Làm tiếp. Không phải thay. Tất cả này khô cứng lắm. Ôi mày chạy đâu? Ôi rồi. Ôi rồi mày chạy đâu? Ôi rồi. Có gì đây anh em ơi? Ôi. Có gì đây? Thôi 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 to anh em ơi. Mày chạy đâu em ơi? Úi xời. Đóng đóng rồi cái cọc lại mất anh em ạ. Mình tĩnh mình bỏ ra nhé. Vớ vẩn đóng rồi cái cây mất. Đừng vào cây. Lúa đang không được. Cái này đưa lui ra ngoài. Cái nào ở cây nó mắc lên cái này. Nó chết rồi. Còn khỏe lắm. Vừa khỏe lắm anh em ạ. Úi dạ. Bóng sứ rồi. Ui không phải mà đứt dây nữa anh em ạ. Mà này. Chết rồi. Đứt ở cái đoạn dây em bó mồi này các bạn này. Úi giời. Phí quá anh em ạ, này không hiểu sao đứt được đoạn này nhỉ. Cày thế thì mất con chuối to anh em ạ. Cái dòng này nó cá này nó khỏe lắm anh em nhé, nó khỏe lắm. Khả năng cái đoạn này là hôm nọ em ấy mà hơn nửa các bạn. Cái đoạn cuối buộc sát với nữa em đem hơn nửa, khả năng là nó dính chạm vào là nó đứt ra anh em này. Phí con chuối thế nhỉ. Đoạn này đúng cái đoạn hôm nọ mình hơn nửa các bạn này. Nó sát cái đầu lưỡi luôn. Phí thế. Đó ăn cá ngon. Còn đấy chắc nó phải được 2,5 đến 3 cân đấy anh em ạ. Quá thiệt luôn. Rồi buộc cái mới đã. Thay cái lưỡi mới anh em ạ. Thế mà cái mấy đèn nhỉ. Nó bị ngay ở sát cái đoạn lưỡi này các bạn này. Sát cái đoạn này hôm nọ em có hơn nửa ở đây, khả năng là nó sùn nó sử nó vào mất. Chứ cái dây này làm sao mà tiễn lại nó đứt phát nhẹ nhàng vậy được.
nó tự nó đứt mất rất là nhẹ luôn. Cải quá mất con chuồi, mà con đấy nó ôm cả cái lưỡi, cầu mong nó đừng chết. Phí. Cầu mong nó sống đừng chết nhá. Cá đẹp thế mà. Dài hơn. Cho thâm tí nữa. Nó như kiểu là con vượt này, nó làm đứt nữa em các bạn, nó dẫy thành quanh mới thấy quãi nó tiện nó đứt được. Em chỉ nghi là cái đoạn đấy là bị nửa nó hơp vào thôi. Nhưng mà thôi không sao, nói chung là cũng được một pha kéo cá tương đối đẹp các bạn. Quả đấy nó kéo rất là sướng. Mà to cái lưỡi của mình. Đây các bạn này, cái đoạn này nó đứt ngay ở cái đoạn mà giáp em buộc ngay với cái lưỡi. 100% nào ông nội em bật nửa em hơ nó cháy sùn cái đầu vào thì nó bén sang cái thằng này. Thế nó đứt mất. Tiếc quá. Ây dồi em ơi, đóng rồi. À, thì còn đoạn bể này. Ôi giời. Đồ mà to thế. Khiếp khủng anh em ơi, này còn đoạn bể to chưa? Con này cân. Mày, dậy cứ tưởng hàng. Mày. Cứ tưởng hàng to rồi. Chùi nước chùi đấy nhỉ. Con này phải đúng gần cân anh em ạ. Anh em câu mồi mè ném tức xiển. Còn vớt mày lên đây. Cho mày phơi nắng luôn. Con này nướng thì ăn cũng tuyệt vời đấy, mà có mỗi con, à hai con ý. Sáng giật được một con nữa ném lại con này. Cũng to đại đấy. Tầm mè tầm trưa mất rồi. Này tiếc quá, đứt mất con chồi tiếc. Giờ vẫn ngồi tiếc ngẩn người này. Đúng một con mất bao giờ là con to. Đây rồi anh em ơi. Cái gì đây? Ôi giời. Chú cá chấm nhỏ nhỏ anh em ơi. Nóng quắn cả người mà. Người có gì đây? Chấm con. Thôi lại thả đi. Đây rồi anh em ơi. Ôi, con gì đây? Mắc rồi. Có gì mắc đây nhỉ?
chứ, cá mắc rồi hói. Cái gì bây giờ? Mẹ nó cười. Hôm nay em câu thì đúng tầm 7 giờ hơn tí em đến đây thả phát là cần năng xe nó đánh nó ăn luôn anh em ạ. Cần năng xe ăn luôn thả cần lục cái này mấy phát em không giật kịp, lúc ấy đang gỡ mấy cần năng xe. Thế là về sau giật được năng xe một con thì con to nhất thì nó bị đứt mất cái dây. Dây đấy là do ở nhà em thì lúc mình buộc tháo các bác, buộc ngày xong nữa em hơ bằng bật lửa cho nó bén mọc cái đấy phát này giật tự nhiên nó đứt mất phí con đấy thế không biết. Mà được cảm giác bo thì cũng sướng. Thế từ lúc 10 giờ đến giờ ngồi im không có nào cắn luôn. Đúng từ lúc 10 giờ là không có nào cắn luôn anh em ạ. Không được kéo con nào luôn, thế mà kinh gì. Thành quả của anh em ta đây các bác ơi. Trời trời. Hôm nay mà không mất con cá trôi to kia thì ngon luôn đấy. Mà đi câu thì có hôm nọ hôm kia các bác ạ. Đây có mảnh ván, đây có mấy cái đinh. Này các bác ơi, đầm chú Rô Phi à, một con chấm em, một con chép. Một cái này em thả quá nhá. Thả nào lớn. Phóng sinh. Đi đi. Vâng, xin chào anh em nhé. Hôm nay thì em lại có một mẫu cần năng xe mới về, cực kỳ chất lượng luôn. Mà giá thì là giá rẻ anh em nhé. Phôi này phôi giá rẻ luôn, nhưng mà cũng là cần di chuyển khai pát lên xuống được. Khi mà anh em mình đánh nước lên nước xuống đấy thì anh em có thể di chuyển máy trượt lên trên này và trượt xuống dưới khi nước thấp đấy, xong rồi em sẽ khóa lại các bác nhé. Đó, khóa lại và chân cũng là chân cắm luôn. Anh em mình câu ấy, các bác có thể xoáy ra hút cắm ở đây, nó sẽ là cần chân cắm luôn, rất là tiện lợi. Xong rồi lại đóng vào. Hàng này thì phôi cực kỳ chất lượng luôn, anh em để sờ cái lóng cốc ngói cầm nó rất là cứng luôn. Khuyên của nó đây, ngọn là ngọn đặc, ngọn này ngọn đặc luôn, anh em bổ thoải mái không thể gãy ngọn được, nó không như những dòng cần giá siêu rẻ đâu. Khuyên này là khuyên chống rỉ anh em nhé, chống rỉ. Phôi cần là carbon xoắn luôn, giá thành của nó chỉ vài trăm nghìn thôi bác ạ, nhưng mà cực kỳ chất lượng, chúng nổ dày dặn, rất là dày. Tiếng ống này các bác bổ bật căng thoải mái, không thể lổ được gốc này. Không như những dòng cần giá rẻ là bổ phát có thể lổ ngay được, cây này bổ thoải mái không lổ được. Kể cả về phần ngọn cũng vậy anh em ạ. Nếu bác nhìn nữa, con này nó tải tĩnh trên 7 cân anh em nhé. Nói chung là các dòng cần máy bây giờ thì tải tĩnh 5-6 cân, 7 cân, giá 1-200 nghìn đều có cả các bác, 1-200 nghìn đều tải được. Nhưng mà để một cái cần mà phôi xịn nhẹ khỏe anh sướng thì dòng này nó là đẳng cấp đấy anh em ạ. Thu gọn rất là gọn luôn đấy các bác nhìn, thu gọn rất là gọn, đút ba lô cực kỳ tiện lợi. Một bộ đăng xe thì anh em đi theo một quả máy, làm quả máy 7000 các bác ạ, để khi cái vòng tua của nó nhanh ấy thì lưỡi nó không bị rê, nó mắc ở dưới bùn thì đỡ bị mắc lưỡi. Máy này thì cũng là máy giá rẻ rồi, quay cực kỳ mượt và siêu bền anh em nhé. Em đánh con này hơn 2 năm rồi, quay vẫn như ngày đầu luôn, rất là bền và mượt. Đặc biệt là anh em lấy cả một bộ cần vào máy thì sẽ được tặng một cuộn cước siêu dai, hàng đẹp của bên Đài Loan các bác. Hàng này em đang đăng câu này, 7 chậm. Cước này cực kỳ dai luôn. Cuộn này 120.000 các bác ạ. Khi lấy cả bộ sẽ tặng một cuộn cước này. Anh em phải kéo chẵn không để đứt được. Cưa ống nhựa chỉ đứt ống nhựa thôi.